Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Nai với tôi. Tiếp nối video ngày hôm qua, cuối tuần, hiện nay tôi đang có mặt tại khu vực đó chính là vòng xoay Biên Hùng. Và trước màn ảnh của chúng ta đó chính là khu vực vòng xoay Biên Hùng. Và bữa nay sẽ cập nhật tình hình một số địa điểm như là khu vực phố trà sữa và một số quán tập trung rất nhiều bạn trẻ. Và điểm cuối của ngày hôm nay đó chính là đường Phan Trung, đường Năm Núi Dài, nơi tập trung rất nhiều quán trà sữa, cà phê. Đường xá vào buổi đêm tại khu vực địa bàn thành phố Biên Hòa lúc này giăng đèn rất là đẹp. Bây giờ tôi sẽ tiến vào đường Hà Huy Giáp. Con đường Hà Huy Giáp này là một trong số những con đường đẹp nhất tại thành phố Biên Hòa. Đường đi rất là ngon và không bị ổ gà. Đây là khu vực công viên thuộc đường Hà Huy Giáp. Khu vực này vào buổi sáng thì tập trung rất là nhiều xe hơi đậu tại đây ăn sáng và uống cà phê. Phía bên tay trái màn hình của chúng ta đó chính là khu vực nhà lầu 5 tầng. Tiếp tục tôi sẽ rẽ vào đường Võ Thị Sáu hay còn gọi là đường Năm Núi Dài. Đi thẳng con đường Hà Huy Giáp thì chúng ta sẽ ra được khu vực hãng dầu cầu gần. Và trước màn hình phía bên tay trái của chúng ta đó chính là một quán cà phê mà giới trẻ tập trung tại đây rất là đông, mọi người có thể thấy. Đây là một trong những quán cà phê tập trung đông nhất tại khu vực thành phố Biên Hòa. Còn phía bên đây là quán lẩu tôm Năm Ri. Đường xá đi lại tại khu vực đường Võ Thị Sáu lúc này rất là thông thoáng. Khu vực đường Võ Thị Sáu này là một trong số những con đường sầm uất và tập trung quán nhậu cũng như là quán cà phê trà sữa đông nhất tại thành phố Biên Hòa. Đây ngay khu vực chỗ này rẽ vào bệnh viện Hoàn Mỹ. Và tại một số khu vực trong khu vực đường Năm Núi Dài này cũng đang rất là phát triển. Hiện nay đang xây rất là nhiều khu vực chung cư cao tầng cũng như là nhà ở liền kề. Đây là khu vực một số quán cà phê như là Catinat tập trung rất là đông. Sát đây có hai quán cà phê Cửu Long. Và đi dọc lên trên đây thì có một số quán như là Phúc Long cũng như là Highland. Phía bên đây đối diện bên đây là quán Catherine, quán ăn. Quán cà phê vỉa hè tại khu vực đường Võ Thị Sáu này cũng tập trung rất là nhiều.
À, tại khu vực này thì có một số quán lẩu, một số quán nhậu. Như góc chỗ này có quán Bảy Quang này. Và dọc dọc chỗ này thì có một số quán như là Trường Sơn, Những Người Bạn và Ca Tân. Còn phía khu vực này là tập trung các quán hải sản. Các quán tập trung rất là nhiều, tuy nhiên tình hình cạnh tranh cũng rất là khó khăn. Có rất nhiều quán cũng sang quán. Đây là mọi người có thể thấy này, một số quán tối ở đây này là họ không buôn bán nữa mà họ sang quán. Tình hình dịch bệnh tại đợt dịch thứ tư tại Đồng Nai cũng ảnh hưởng rất nhiều đến các quán ăn. Đây, khu vực chỗ này có một số quán cà phê lề đường. Phía bên tay trái của chúng ta là khu vực chuẩn bị xây các khu vực nhà liền kề dọc theo cái kênh Thúy hay còn gọi là cầu Đồng Tràm. Ở đây là khu vực nhà hàng Đồng Quê. Dọc phía đường nhà hàng Đồng Quê cũng có một số quán cà phê. Đây, khu vực này mai mốt xây dựng lên thì sẽ rất phát triển và sầm uất. Khoảng 2 cho đến 3 năm nữa mà người ở xa quê mà về Đồng Nai thì sẽ không nhận ra khu vực thành phố Biên Hòa này, tại vì sẽ thay đổi rất nhiều. Đây có một số quán cà phê họ làm thành cái xe. Đây là khu vực quán cà phê Quy Treo. Bên phía bên tay trái có một số quán như là Bến Xà Tây. Đây, chúng ta đã tới được khu vực ngã tư Vincom. Và ngày xưa ngã tư Vincom là công ty giày Lạc Cường. Khu vực chỗ này ngày xưa còn có tên khác là ngã tư Lạc Cường. Từ đây chúng ta rẽ tay phải thì chúng ta sẽ đi về đường Phạm Văn Thuận hướng ra vòng xoay Tam Hiệp. Rẽ tay trái thì chúng ta đi vào hướng trung tâm thành phố, vào Biên Hùng. Con đường này nếu chúng ta đi thẳng thì chúng ta sẽ đi vào đường Dương Tử Giang hướng đi ra bệnh viện Tâm Thần đường Nguyễn Ái Quốc. Bây giờ tôi sẽ rẽ tay phải. Đây, mọi người thấy là quán cà phê Cóc tập trung rất là nhiều bạn trẻ. Và con đường trước mặt quý vị các bạn đó chính là con đường Phan Trung hay còn gọi là đường Năm ngày xưa. Video quay buổi tối nó hơi tối cho nên là mọi người thông cảm.
Rồi, chỗ này kẹt xe rồi. Này thấy mọi người đang là ngó các bạn trẻ đang là cãi nhau ở phía bên góc tay trái. Khu vực đường Phan Trung này là một khu vực đường bán quán cà phê, trà sữa đông nhất tại địa bàn thành phố Biên Hòa. Tại con đường này tập trung nhất là nhiều quán cà phê, trà sữa. Đây mọi người có thể thấy là bên tay trái của chúng ta và phía bên tay phải rất là nhiều quán cà phê cũng như là trà sữa. Và lúc này thời tiết tại Đồng Nai cũng đang chuẩn bị bắt đầu vào mùa mưa. Tây góc khu vực chỗ này có một số quán cà phê. Cà phê lề đường là tập trung ở con đường này rất là nhiều. Tối đi dạo ở đây một vòng thì mọi người có thể thấy là rất là lung linh sắc màu, cũng như là chúng ta có thể thấy là các bạn trẻ tập trung ở các quán cà phê rất là đông vì tình hình dịch bệnh tại Đồng Nai lúc này vẫn đang còn diễn biến rất phức tạp, cho nên lúc này ra đường chúng ta vẫn tuân theo chỉ thị 5K mặc dù chúng ta đã chích 2 mũi vaccine, có những người đã chích 3 mũi vaccine. Đây khu vực chỗ này cũng rất là đông các bạn trẻ. Và ra khỏi con đường này đi thẳng thì chúng ta sẽ đi ra sân vận động Đồng Nai. Giữa tay trái thì chúng ta vào đường Đồng Khởi hướng đi ra Bixi Tân Hiệp. Và giữa tay phải thì chúng ta sẽ đi vào đường Đồng Khởi hướng ra Amata. Và đến đây tôi xin dừng video ở đây. Kính chúc tất cả mọi người một ngày thật bình an và nhiều sức khỏe. Nếu mọi người yêu mến kênh Đồng Nai với tôi, mọi người có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai với tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau.